Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, ngày 24 tháng 9. Nhân dân cả nước thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Chủ tịch Cuba lần đầu tới Mỹ. Chuỗi siêu thị lớn của Anh ngừng sử dụng túi ni lông. Thưa quý vị, đón nhận thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi Chủ tịch nước là đại biểu Quốc hội, và Ninh Bình, nơi quê hương ông, không khỏi hụt hẫng, buồn thương và tiếc nuối. Với những người từng tiếp xúc với Chủ tịch nước đều có chung nhận xét, đó là một nhà lãnh đạo luôn gần gũi, lắng nghe và chia sẻ với nhân dân. Những hình ảnh của Chủ tịch nước tiếp các đoàn quốc tế hay là những lá thư gửi chúc Tết Trung Thu các cháu thiếu nhi trước khi từ trần là những ký ức đầy xúc động với nhân dân cả nước về một nhà lãnh đạo luôn luôn tận tụy với công việc, hết lòng về nhân dân. Trong hơn 2 năm ở cương vị Chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội khóa 13, đơn vị số 1, quận 1, 3, 4, nhiều người cũng chỉ đôi ba lần được gặp người đại biểu của mình trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Nhưng mỗi cuộc tiếp xúc cử tri là một vấn đề bức xúc về đời sống dân sinh mà người dân quan tâm được Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu ra và đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc giải quyết kịp thời. Cảm nhận được sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm của một người đại biểu Quốc hội giúp cho cử tri thành phố Hồ Chí Minh luôn an tâm gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình. Là một cử tri thành phố Hồ Chí Minh, tôi nghĩ rằng là hôm nay mình đau buồn, nhớ về bác Trần Đại Quang, nhớ những cái cống hiến tận tụy của người luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu, không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh mà tôi nghĩ là người dân cả nước. Khi nghĩ đến điều đó thì chúng tôi tự nhắn nhủ với lòng mình, phải cố gắng làm hết sức mình. Bản thân tôi cũng là một viên chức, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng sống thật tốt, tận tụy với công việc. Chỉ có như thế thì cũng là cái điều mà tôi tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chúng tôi là cử tri cũng rất biết ơn bác. Trong cái quá trình lãnh đạo cũng luôn luôn theo sát thành phố Hồ Chí Minh, mong mọi thành phố Hồ Chí Minh phát triển để đáp ứng yêu cầu cùng cả nước, vì cả nước để phát triển, đưa đất nước đi lên. Và đặc biệt trong quá trình lãnh đạo thì bác cũng rất quan tâm đến vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ đảng viên. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông đã có một tuần làm việc với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những hình ảnh đẹp và đầy xúc động đọng lại trong ký ức của rất nhiều người dân cả nước. Bác là một người tận tụy vì đất nước, đã làm việc tới hơi thở cuối cùng và công việc cuối cùng bác đã gửi lời chúc Trung thu đến những em thiếu nhi của cả nước. Và với một người đã tận tụy hết lòng vì đất nước cho tới hơi thở cuối cùng thì em cũng là sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho lớp trẻ của thành phố, sẽ cố gắng học tập thật là tốt, làm việc thật là chăm chỉ để không phụ lòng của bác cũng như là xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh hơn. Đối với Chủ tịch nước, đối với người dân thì khi về địa phương rất gần gũi với bà con nhân dân. Và thăm hỏi, động viên, chia sẻ nhất là đối với các cụ người cao tuổi. Với các thế hệ trẻ mà đặc biệt là bác về rằng là quan tâm đến thế hệ trẻ, nhất là cái thế hệ trẻ mầm non. Tuy nhiên là một người lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Nhưng đối với về địa phương, lại như là một người công dân, cũng là sống chan hòa, tình cảm và thể hiện cái nếp sống của cái phong tục, mỹ tục của địa phương, tình cảm giữa bác với lại quê hương quá sâu sắc. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là chia sẻ cái nỗi buồn này tới gia quyến, cũng như là người dân trong cả nước hướng về Chủ tịch.
ông Trương Ngọc Quang là bạn học của Chủ tịch nước từ năm cấp 2. Khi lớn lên, một người là bộ trưởng rồi chủ tịch nước, còn một người là nhân viên bảo vệ nhà trường. Nhưng tình cảm vẫn niềm nở, quý hóa nhau. Mỗi khi gặp lại bạn học cũ làm bảo vệ ở trường, Chủ tịch nước luôn ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ với người bạn học, người anh em của mình thuở thiếu thời. Có học với lại Chủ tịch Trần Đại Quang trong thời kỳ cấp 2, xã Quang Thiện. Tôi ở trường thì thầy Chủ tịch Trần Đại Quang rất hiền và học giỏi và rất lễ phép. Và nói chung các anh em tôi là rất quý nhau. Còn thời gian tôi về trường bảo vệ trường Kim Sơn B thì tôi có hay được gặp Chủ tịch Trần Đại Quang. Trong 3 năm mà tôi gặp ông được 3 lần. Nghe tin Chủ tịch nước là 10 giờ 5 phút Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất, tôi rất ngỡ ngàng và rất bâng khuâng khi mất một thứ lớn nhất trong đời, là một người bạn học, là một người Chủ tịch nước rất là quý hóa và rất là hiền từ. Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang, người đã dành cả cuộc đời để cống hiến tận tụy vì dân vì nước. Đến những giây phút cuối đời, ông cũng không quên dặn dò thế hệ mầm non tương lai của dân tộc. Tuy Chủ tịch nước đã đi rồi, nhưng những tình cảm của ông để lại cho các cháu thiếu niên nhi đồng vẫn còn nồng ấm trong ngày hôm nay, ngày Tết Trung Thu. Những ngày qua, nhiều hãng báo chí nước ngoài đã đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Qua đó, truyền thông quốc tế bày tỏ sự tôn kính với những đóng góp của Chủ tịch nước trong hơn 2 năm tại nhiệm. Các hãng báo chí nước ngoài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lĩnh vực đối ngoại, giúp nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Báo Granma của Cuba cho rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần là một mất mát to lớn đối với chính phủ và nhân dân Cuba trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Tờ báo đăng tải bức ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ lãnh tụ Cuba Fidel Castro, cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ niềm vinh dự khi được là nguyên thủ quốc gia cuối cùng gặp lãnh tụ Fidel. Tờ China Daily của Trung Quốc đã viết về những ngày làm việc tâm huyết cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hai ngày trước khi từ trần, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn còn chủ trì buổi tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội. Nhật báo Gazeta của Nga nhắc lại những đóng góp quan trọng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho quan hệ Việt Nam-Nga. Tờ này đăng tải một đoạn phỏng vấn do hãng thông tấn TASS thực hiện với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước chuyến thăm Nga vào năm 2017, theo đó khẳng định Nga và Việt Nam luôn có một tình bạn chân thành được kiểm chứng qua thời gian. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đánh giá, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Mỹ. Nhắc lại sự kiện Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Barack Obama vào tháng 5 năm 2016 tại Hà Nội. Trong khi đó, qua Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng ảnh ông gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang với dòng tweet: "Chúng tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời về tình cảm hữu nghị tốt đẹp của ngài dành cho Ấn Độ và chuyến thăm cấp nhà nước thành công của ngài đến Ấn Độ vào tháng 3 năm nay." Hãng tin Bloomberg khẳng định Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người ủng hộ phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam và phát triển mối quan hệ với Mỹ. Cũng trong thời gian này, hàng loạt các hãng truyền thông, các báo lớn như CNN, BBC, Thời báo New York, DW, Channel News Asia, Tân Hoa Xã đã đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Các báo điểm lại quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đề cập đến thông tin Chủ tịch nước qua đời vì bệnh nặng dù đã được Đảng, Nhà nước tận tình cứu chữa. Nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Campuchia, Cuba và Nga đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước. Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã gửi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Điện chia buồn viết: "Thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, được tin Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2018, thay mặt Chính phủ Liên bang Nga và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất. Cho phép tôi được qua đồng chí gửi lời chia buồn và động viên tới gia đình và người thân của đồng chí Trần Đại Quang, cũng như toàn thể chính phủ
và nhân dân Việt Nam. Cũng trong ngày 21 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Nội dung điện chia buồn viết: Đồng chí kính mến, tôi rất thương tiếc khi biết tin đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người bạn trung thành của cách mạng Cuba, đã từ trần. Nhân danh chính phủ, nhân dân Cuba và cá nhân tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất, và tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân và chính phủ Việt Nam, cũng như tới gia đình và người thân của đồng chí Trần Đại Quang. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro đã gửi tới Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Điện chia buồn viết: Đồng chí kính mến, tôi rất thương tiếc khi biết tin đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã từ trần. Nhân danh Đảng Cộng sản, nhân dân Cuba và cá nhân tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất, cũng như gửi tới gia đình và người thân của đồng chí Trần Đại Quang. Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Naypena đã gửi tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akhe Moha Nena Paday Techon Hun Sen đã gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ủy viên Quốc vụ Viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Nghị đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Vương Kỳ Sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đến nay. Lạng Sơn có vị trí quan trọng không chỉ là kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà còn có vị thế quan trọng là điểm đầu của hành lang kinh tế trọng điểm nối Việt Nam với Trung Quốc. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng chương trình hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Lạng Sơn đã đoàn kết để chung tay phát triển kinh tế trong thời gian qua, an ninh trật tự an toàn xã hội giữ gìn tốt, kinh tế xã hội phát triển có nhiều mặt tiến bộ. Quan hệ đối ngoại với Trung Quốc, đặc biệt là Quảng Tây hết sức xuất sắc, có nhiều chỉ tiêu kinh tế trong năm đạt và vượt kế hoạch, nhất là chỉ tiêu giảm nghèo. Tuy có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, nhưng Lạng Sơn vẫn còn nghèo, cơ sở sản xuất dịch vụ còn nhỏ, chưa đủ sức cạnh tranh để có thể phát triển kinh tế mạnh mẽ, để tạo nguồn thu trong cân đối thu chi. Môi trường đầu tư kinh doanh chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được cái tiềm năng lợi thế. Nhất kinh tế cửa khẩu, thương mại, phụ du lịch, hoạt động xuất nhập khẩu thì tăng trưởng khá nhưng thiếu ổn định. Tình buôn lậu, gian lận thương mại, an ninh trật tự, tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Có khi lập lần ở đây không có điểm nóng xảy ra, nhưng mà tiềm ẩn nguy cơ đấy, nhưng thế cái nào đấy là còn nhiều điểm mà chúng ta phải là điểm nóng ở nơi khu vực này. Rồi kinh tế tư nhân phát triển chậm, chủ yếu là thương mại, còn kinh doanh sản xuất còn hạn chế, chưa huy động được nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển. Nông nghiệp lạc hậu còn theo tâm lý tập quán sản xuất nhỏ, chưa theo hướng hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng chỉ rõ Lạng Sơn vẫn chưa khai thác và phát huy tiềm năng du lịch cũng như thu hút nhà đầu tư lớn vào phát triển du lịch. Chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều vấn đề đặt ra, giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao,
tỷ lệ hộ nghèo của Lạng Sơn cao thứ 11 của cả nước và tổng số hộ nghèo cao thứ 17 của cả nước. Hệ thống quản trị và hành chính công còn nhiều vấn đề đặt ra, kết cấu hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu, gây khó khăn trong phát triển kinh tế địa phương. Thủ tướng đề nghị tầm nhìn phát triển của địa phương phải gắn với du lịch và phát triển nông lâm nghiệp của miền núi và địa phương. Điều này gắn với việc phát triển và bảo vệ rừng, trong đó đặc biệt chú trọng dịch vụ thương mại biên giới, dịch vụ du lịch của tỉnh. Phát huy lợi thế đã có từ những di tích lịch sử văn hóa, tâm linh, đặc sản riêng có, những đặc sản riêng có, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, chú trọng hơn nữa phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vì có thị trường tạo ra trong nông sản, cùng cả từ cây công nghiệp dược liệu rau quả phục vụ nhu cầu và đặc biệt là xuất khẩu biên giới được thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn cần phải hướng xuất khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế vào thị trường Trung Quốc rộng lớn, tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bằng những việc làm thiết thực. Thủ tướng cũng yêu cầu cần phải chú trọng việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo đời sống cho cư dân biên giới, cũng như đảm bảo an ninh, phát triển kinh tế xã hội, để Lạng Sơn sớm hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao. Sáng nay, báo Đại biểu Nhân dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, ngày 5 tháng 10. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tị đã tham dự lễ kỷ niệm. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, báo Đại biểu Nhân dân đã trưởng thành vượt bậc từ một tờ tạp chí phát hành 2 tháng một kỳ. Nay, báo đã có nhiều ấn phẩm với số lượng phát hành lớn tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Báo đã làm tốt vai trò tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri, truyền tải tâm nguyện của cử tri trước những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà báo Đại biểu Nhân dân đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, báo cần tiên phong trong tuyên truyền về những chủ trương, chính sách pháp luật mới, trở thành kênh thông tin và cung cấp thông tin quan trọng, chính thống, chuẩn mực, chuyên sâu về những nội dung chính sách, quyết sách được Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua nhằm định hướng truyền thông và dư luận xã hội, làm cho cử tri hiểu và ủng hộ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương lao động hạng nhì cho tập thể những người làm báo Đại biểu Nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, tối qua đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần. Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vinh dự, sự vui mừng, xúc động khi được đón tiếp hai đồng chí lãnh đạo cấp cao và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội Việt Nam tới thăm và động viên. Gặp gỡ bà con kiều bào, đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Uông Chu Lưu và đoàn công tác cũng đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con về những thuận lợi khó khăn của bà con. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng hết sức cảm động về sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đối với bà con cộng đồng, khẳng định mặc dù sống xa tổ quốc nhưng trái tim và khối óc bà con kiều bào luôn hướng về tổ quốc, luôn đoàn kết đùm bọc lẫn nhau, có ý thức giác ngộ chính trị cao và luôn xác định tuân thủ mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra. Sáng nay, trước giờ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, đoàn đại biểu về dự đại hội đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", đoàn đại biểu dự đại hội đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đoàn đại biểu về dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh". Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Hơn 950 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước. Đại hội lần này có nhiều điểm mới. Trong đó, đại hội sẽ tổ chức 12 trung tâm, thảo luận sâu về các vấn đề theo nội dung văn kiện. 5 năm qua, nhất là ở nửa cuối nhiệm kỳ, Công đoàn Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11 đề ra. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã chính thức khai mạc với 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế. Đại hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm to lớn đối với giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ngay sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 30 đồng chí và thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, thông qua chương trình làm việc, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ 100% các đại biểu tán thành. Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ bầu ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới với các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh trí tuệ, luôn đổi mới sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh vừa phát hiện và cất bốc 32 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trồng cao su của nông trường Dốc Miếu thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện cất bốc 32 hài cốt liệt sĩ. Hiện đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, huyện Gio Linh, đồng thời tiến hành xác định danh tính các liệt sĩ. Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, trong quá trình sản xuất, người dân thôn Xuân Mai phát hiện hài cốt liệt sĩ nên báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã đến hiện trường để kiểm tra và phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh tiến hành tìm kiếm cất bốc. Các hài cốt liệt sĩ được chôn cất thẳng hàng, cách nhau 1 mét, nằm ở độ sâu so với mặt đất hơn 1,5 mét, được bọc trong tăng võng cùng nhiều di vật kèm theo như cúc áo, giày dép, thắt lưng, ví. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9, Hội nghị quốc tế lớn nhất khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về khảo cổ học diễn ra tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội Tiền sử Ấn Độ-Thái Bình Dương đồng tổ chức. Hội nghị IPPA là hội nghị lớn nhất thế giới dành riêng cho khảo cổ học ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hội nghị lần này diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9. Dự phiên khai mạc có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Tiền sử Ấn Độ-Thái Bình Dương, cùng hơn 700 nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học từ 35 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hội nghị với nhiều chủ đề báo cáo khác nhau, bao gồm quá khứ khảo cổ học từ các địa điểm xưa nhất của con người sống trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương đến các mốc thời gian gần đây hơn. Các tham luận đề cập đến các phương pháp lý thuyết mới và vấn đề kỹ thuật cao trong nghiên cứu thực địa và phân tích tại phòng thí nghiệm. Hội Tiền sử Ấn Độ-Thái Bình Dương IPPA là cơ quan cao nhất về di sản khảo cổ và khảo cổ học của khu vực. Cứ 4 năm một lần, IPPA tổ chức hội nghị mang tầm quốc tế về khảo cổ học trong khu vực. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Chủ tịch Cuba lần đầu tới Mỹ. Chuỗi siêu thị lớn của Anh ngừng sử dụng túi ni lông.
Rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel đã đặt chân xuống New York, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Mỹ. Tại quốc gia cựu thù thời chiến tranh lạnh này, Chủ tịch Díaz-Canel sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lên án chính sách cấm vận thương mại kéo dài hàng chục năm của Mỹ. Bộ Ngoại giao Cuba dẫn lời Chủ tịch Díaz-Canel khi tới Mỹ nêu rõ, ông sẽ lên án chính sách phong tỏa bất thường của Mỹ, một chính sách vốn đã thất bại và sẽ tiếp tục thất bại, đồng thời là sự phong tỏa dài nhất trong lịch sử nhân loại. Căng thẳng Cuba-Mỹ đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump thắt chặt lệnh cấm vận hồi năm ngoái, đi ngược lại nỗ lực khôi phục quan hệ song phương của người tiền nhiệm Barack Obama. Liên quan đến vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh khiến 29 người thiệt mạng ở Iran, ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Tehran về sự liên quan của Mỹ. Bà Haley lên án mọi cuộc tấn công khủng bố ở bất kỳ đâu và cho rằng Iran cần tìm hiểu nguyên nhân của vụ tấn công. Bà Haley đồng thời nhắc lại lập trường của Mỹ rằng nước này không tìm cách thay đổi chế độ ở Iran hay bất kỳ nơi nào khác. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích Mỹ muốn tạo sự bất ổn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, song khẳng định ý đồ của Washington sẽ không thành công. Ông Rouhani cáo buộc các quốc gia Ả Rập được Washington hậu thuẫn cung cấp tài chính và hỗ trợ quân sự cho các nhóm sắc tộc Ả Rập chống chính phủ. Hôm 22 tháng 9, 4 đối tượng có vũ trang đã nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh quân sự lớn ở thành phố Avat thuộc tỉnh Khuzestan, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống tại Maldives đã được công bố. Theo đó, ứng cử viên phe đối lập Ibrahim Mohamed Soli đã bất ngờ giành chiến thắng trước đương kim tổng thống Abdullah Yamin. Kết quả kiểm 92% số phiếu bầu cho thấy ông Soli giành được 58% số phiếu ủng hộ, hơn đương kim thủ tướng Yamin đến 16,6% số phiếu bầu. Ngay sau khi kết quả này được công bố, ông Soli đã tuyên bố giành chiến thắng, đồng thời kêu gọi Tổng thống Yamin bảo đảm việc chuyển giao quyền lực diễn ra một cách hòa bình và ngay lập tức trả tự do cho các tù nhân chính trị. Trước đó, các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Maldives đã đóng cửa sau khi thời gian bỏ phiếu được kéo dài thêm 3 giờ đồng hồ. Nguyên nhân là do các sự cố kỹ thuật liên quan đến danh sách cử tri điện tử, cũng như tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Tiếp theo bản tin là một số tin tức đáng chú ý về tình hình lũ lụt tại Tunisia và Ấn Độ. Ngày 23 tháng 9, một trận lũ quét xảy ra ở tỉnh Nabil, Tunisia đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed, đây là số người thương vong vì lũ nhiều nhất trong lịch sử nước này. Trận lũ quét xảy ra sau khi khu vực này hứng chịu mưa lớn suốt một ngày trước đó. Trong số người thiệt mạng, một người bị giật điện và 4 người khác bị chết đuối. Lũ quét đã cuốn trôi xe cộ, khiến đường xá bị hư hại nặng và nhà cửa của người dân ngập trong nước. Đất canh tác cũng bị tàn phá nặng nề. Chính phủ đang cử một đội phản ứng nhanh tới đánh giá thiệt hại. Các trường học trong khu vực đông bắc Tunisia dự kiến sẽ đóng cửa cho đến ngày 25 tháng 9. Trong khi đó, lũ quét tại thị trấn Kulu, miền Bắc Ấn Độ cũng khiến ít nhất 25 người mắc kẹt trên các mái nhà. Giới chức địa phương cho biết lực lượng chức năng đang sơ tán người dân và sẽ triển khai trực thăng đến giải cứu những người bị mắc kẹt. Vừa qua, chuỗi siêu thị lớn của Anh Co-op thông báo sẽ dần xóa bỏ loại bao bì đóng gói không thể tái sử dụng, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm nhựa đổ ra các đại dương. Đại diện Co-op cho biết, bước đầu tiên để loại bỏ túi ni lông dùng một lần sẽ là bắt đầu sử dụng túi thân thiện với môi trường tại các cửa hàng. Loại túi giấy đựng đồ nhẹ có thể được tái sử dụng làm túi đựng rác sẽ được cung cấp trong vài tuần tới cho khoảng 1.400 cửa hàng của Co-op trên khắp nước Anh và sau đó sẽ được mở rộng cho toàn bộ 2.600 cửa hàng của hãng này. Theo Co-op, tất cả loại túi của hãng này sẽ trở nên dễ dàng tái chế vào năm 2023. Hãng này cũng cam kết sử dụng tối thiểu 50% các loại nhựa tái chế làm chai, lọ, khay và giỏ vào năm 2021. Anh là một trong nhiều quốc gia trên thế giới công bố lệnh cấm hoặc hạn chế sử dụng túi ni lông trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của các sinh vật dưới biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.